Sẽ nói chuyện hôm nay mình sẽ tâm sự với cũng con bò của mình các bạn, sẽ nói chuyện với nó để cho nó hiểu mình hơn. Ok, ngày mình sẽ đi, hôm nay sẽ đi gần với chúng nó hơn nha. Ui, con bò kia là sữa kìa, sữa bò kìa. Gì? U là trời. U là trời, anh em có thể nhìn thấy cái gì đấy không? Sữa bò. Như hai quả bom. Sữa bò, đây sữa bò đi qua nhưng mà sữa bò của cô gái Hà Lan luôn. U là trời. Đấy, đây là những chú bê con. Đây là những chú bê con mình vừa mới đẻ. Đây là gà, bọn vật lông gà đây nhỉ. Công nhân của mình dám bắt trộm gà của mình ra đây vật lông các bạn ạ. À, mình phải nhặt mấy cái lông gà tí mình ra mình thông điếu. Điếu ở văn phòng không? Nha. Bò bò. Bò bò bò. Mình tai nghe nè. Bò bò. Nó chạy. Nó về của mình nó chạy mất rồi các bạn ạ. Ra đây mình sẽ nói chuyện với chú bò này.